dân Bình Dương Biên Bàng này kìa. Quá hay quá. Rồi quất lắm ba cái đi gặp nó đi. Cứ quay gì anh Tùy. Quá. Bây giờ chưa ăn không? Chưa có bữa ta ăn đây xong về em răng mấy ngày vậy hả? Ăn dễ thôi nhưng mà nhai xong mỏi nè.